Thiệu Trị, Nguyễn Phúc Nguyên Tông, vua Thiệu Trị, vị vua thứ ba của triều Nguyễn. Lên ngôi năm 1841, tên Húy là Phúc Tuyền sau đổi là Miên Tông, là con trưởng của Minh Mạng và mẹ là Thuận Đức Thần Phi Hồ Thị Hoa, sinh ngày 11 tháng 5 năm Đinh Mão, tức năm 1807. Tháng riêng năm Tân Sửu, tức năm 1841, Miên Tông lên ngôi vua đặt niên hiệu là Thiệu Trị, lúc đó ông đã 34 tuổi. Thiệu Trị lên ngôi cứ theo quy chế được sắp đặt từ thời Minh Mạng mà làm theo di huấn của cha. Tháng 9 năm 1847, Thiệu Trị bị bệnh rồi mất, ở ngôi được 6 năm, thọ 41 tuổi. Thiệu Trị có 29 hoàng tử, 35 công chúa, tổng cộng 64 người con.